Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với linh kiện 7800V. Ngày hôm nay em test bao gồm 20 mạch tăng áp 12V lên 220V 150W. Và mã số hôm nay em test sẽ bắt đầu từ B01 cho đến B20. Thì hiện tại bên em đang cung cấp cho một cái mạch như thế này là 180.000. Nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng, xin hãy truy cập vào linh kiện 7800V hoặc liên hệ qua số điện thoại Zalo trên tiêu đề video để các bạn đặt hàng. Và các bạn cũng có thể truy cập lên sen đỏ, bên mình có shop tên là 7789 và Shopee bên mình có shop tên là linh kiện 79 để các bạn đặt hàng nhé. Ok, đây một khi các bạn đặt hàng sẽ có một mạch như này. Và những cái và mạch này thì sử dụng cho những thiết bị gì? Thì mạch này chỉ sử dụng những thiết bị không có lõi đồng, cuộn đồng và lõi thép, ví dụ như quạt chẳng hạn, pin áp chẳng hạn là những không sử dụng được. Còn pin áp xung, ví dụ pin áp xung như cái bóng đèn này thì sử dụng ok, không vấn đề gì cả. Thì bây giờ em đang test hàng thì em sẽ kết nối bóng 65W cũng dạng đồng đấy ạ. Ok, và ví dụ như sạc điện thoại hay là modem wifi thì có thể sử dụng ok. Ok, thì bây giờ em sẽ kết nối nguồn. Thì cách kết nối nguồn ở trên mạch có ký hiệu ở cả hai cọc bên này, họ đánh dấu là 12V cộng trừ, thì các bạn cũng kết nối cộng trừ 12V vào. Và bên này có hai cọc ra thì chúng ta lấy điện ra sử dụng 220V đây ạ. Ok, bây giờ em sẽ kết nối nguồn vào, em test mạch đầu tiên. Thì dây đỏ đen này là một cái dây công tắc, chúng ta muốn mạch hoạt động chúng ta sẽ đấu chập lại với nhau đó. Ok, như vậy là mạch thứ nhất đã hoạt động rất tốt. Ok, đây là mạch B01. Tiếp tục chúng ta đến mạch tiếp theo. Ok. Đây là mạch B02. Ok. B03.
mạch đã hoạt động rất tốt. Bây giờ em sẽ test 5 mạch liên tục và em đánh dấu. B04 B05 B06 07 B08 Đối với cái mạch như thế này thì khi mất điện thì chúng ta có thể sử dụng được để thắp sáng 1 đến 2 cái bóng đèn hoặc là một cái bóng đèn và một cái module wifi và sạc điện thoại thì ok, không vấn đề gì.
và nhưng mà nó không thể chạy được quạt đâu nhé. Bên mình sẽ thông báo trước không, đến lúc các bạn mua, các bạn mua xong rồi nó không chạy được quạt thì các bạn lại bảo bên mình bán hàng lỗi. Cấp
B14, 15, 16, 17. À, 18, 19. Và cuối cùng B20. Ok, và như vậy là ngày hôm nay anh đã test bao gồm 20 mạch tăng áp 12 lên 220V và tất cả đã hoạt động rất tốt. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video test hàng kế tiếp. Chào tạm biệt.